Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, kính thưa cử tri tỉnh nhà. Năm 2017, tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh ta có nhiều chuyển biến rất tích cực, nhiều kết quả tốt. Tuy vậy, vẫn còn không ít khó khăn tồn tại. Đánh giá đúng năm 2017 để phát huy mặt mạnh, khắc phục những hạn chế yếu kém, làm cơ sở xác định đúng đắn nhiệm vụ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bước vào năm 2018 là việc hết sức quan trọng của kỳ họp. Nội dung của kỳ họp rất quan trọng và rất nhiều. Để kỳ họp đảm bảo có chất lượng, thực hiện đúng chương trình, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, tập trung nghiên cứu tài liệu, đồng thời phát huy dân chủ, tích cực thảo luận, chất vấn, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần vào sự thành công của kỳ họp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng, lòng mong đợi của cử tri và nhân dân tỉnh nhà. Trên tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.